Đây là bài viết vừa muốn nhiều tiền, vừa muốn có thời gian cho gia đình, có phải là tham lam, của tác giả Me Too Writer, đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ, bài viết này xin được phép bắt đầu nhé. Chả là sáng nay dậy sớm, mình lướt Facebook và đọc được câu hỏi của một bạn nữ dặn ảnh chụp. Em muốn có một công việc lương cao, nhưng vẫn có thời gian chăm sóc gia đình. Mọi người có thể tư vấn được không ạ? Trong các bình luận phía dưới, chỉ có duy nhất một người nghiêm túc. Đi làm dược sĩ, mở cửa hàng thuốc, bận thì bán được nhiều, kiếm được nhiều, lúc ít khách vẫn có thể trông con. Còn hầu hết các comment đều có vẻ mỉa mai, thế thì chỉ lấy chồng đại gia, các kiểu. Kỳ cục ở chỗ là trong câu hỏi, bạn nữ đang muốn được tư vấn về một công việc đáp ứng được mong muốn của bạn ấy, chứ bạn ấy cũng không có ý định, không làm mà vẫn có ăn. Dẫu biết là ảnh chỉ mang tính chất câu tương tác, đúng ý người đăng, nhưng nó cũng phản ánh rõ ràng mọi người đang bó buộc suy nghĩ của mình như thế nào. Thế rốt cuộc thì có công việc nào đáp ứng được mong muốn của bạn nữ không? Có chứ. Nhất là khi Internet phát triển, nhiều ngành nghề mới ra đời và các công việc tự do cũng đang lên ngôi. Có điều nếu không muốn làm việc cỡ 8-10 tiếng mà chỉ 4-5 tiếng thôi mà thu nhập vẫn hơn người thì chứng tỏ công việc ấy phải đòi hỏi nhiều kiến thức cũng như sự thuần thục về kỹ năng. Tình cờ là mình cũng đang theo đuổi mục tiêu giống như bạn nữ này. Nhưng mình không chỉ muốn có nhiều tiền, có thời gian chăm sóc gia đình mà còn muốn làm việc độc lập, không nằm trong sự quản lý của bất cứ ai. Vì tính mình không thích sự cố định. Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời, mình lại hứng thú với một kiểu công việc khác nhau và một lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, mình chọn trở thành một cây viết tự do. Tuy nhiên, viết lách không chỉ là viết văn, viết thơ, viết sách như suy nghĩ của nhiều người. Dù viết sách cũng là hướng mình cố gắng thực hiện, nhưng công việc viết sách đòi hỏi rất nhiều thời gian, tương đương với việc mang thai một đứa con vậy. Mình viết nội dung tiếp thị bán hàng, viết bài blog chia sẻ, viết kịch bản video. Câu hỏi đặt ra là, làm nghề này thì thu nhập cao không? Thật ra là, muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Quan trọng là bạn giỏi bao nhiêu, kinh nghiệm của bạn thế nào, blog cá nhân và portfolio có chỉnh chu không, các mối quan hệ của bạn có chất lượng không. Ban đầu, khi tham gia các group chợ viết, nơi mà con chữ được mua và bán rẻ như rau, mình cũng bắt đầu với các công việc được trả từ 25 đồng một từ, 75 đồng một từ, 100 đồng một từ. Thời gian này thì đúng là vất vả, làm nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Nhưng hiện tại thì rate của mình đã lên 500 đồng một từ. Mình thu về 1 triệu sau 3 tiếng viết một sales page dài hơn 2.000 từ cho khóa học online của diễn giả Đào Ngọc Cường. Đó là kết quả của mình sau 7 tháng viết tự do và gần 2 năm làm marketing cho một công ty. Đấy là mình tự nhận bản thân còn rất phèn và thu nhập cũng rất bình thường so với các cây viết khác. Mình có thể ví dụ cho bạn thêm một vài con số. Với các cây viết trên 10 năm, họ thậm chí được trả 10 triệu cho một content social 500 chữ. Họ có thể mở các khóa coaching viết lách 1-1, có thể vừa bế con vừa gọi video call trao đổi, hướng dẫn học viên. Mỗi khóa coaching kéo dài khoảng 2-3 tháng. Một ngày có 5-6 học viên và mức phí cho khóa coach chừng trên 10 triệu. Con số này cũng tùy thuộc vào kinh nghiệm và mức ảnh hưởng của người coach. Nếu bạn không thích làm đào tạo nhưng viết tiếng Anh giỏi, bạn vẫn có thể kiếm tiền khủng với mức rate cao ngất ngưỡng với 25.000 đồng một từ với các trang web dưới đây. 1. Đó là trang eatingwell.com. Chủ đề về ăn uống lành mạnh, lối sống lành mạnh, dinh dưỡng, xu hướng thực phẩm. Để gửi bài viết, bạn gửi email cho biên tập viên đang làm việc tại chủ đề đó. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ email của họ tại các bài viết. Thời gian họ phản hồi là khoảng 3-6 tháng nếu bài của bạn phù hợp. Rate là 25.000 đồng một chữ. Trang web thứ hai đó là trang Travel and Leisure. Chủ đề về du lịch, ý tưởng chuyến đi, xu hướng và cảm hứng du lịch.
Liên hệ nộp bài viết tại đường link trong bài viết này hoặc gửi bài viết tới email submission@travelleisure.com. Rate là 50.000 một chữ, tuy nhiên cũng tùy vào lượt view. Trang thứ ba đó là Hakai Magazine, chủ đề khoa học đại dương, xã hội và môi trường. Rate dao động từ 35.000 đồng tới 45.000 đồng một chữ. Trang thứ tư, AARP The Magazine, chủ đề là về tiền bạc, sức khỏe, du lịch, thể thao, mối quan hệ. Trang thứ năm, Popular Science, chủ đề khai thác sự tiến bộ công nghệ và tác động của nó đối với cuộc sống hàng ngày, tập trung vào công nghệ, khoa học, ô tô, môi trường, điện tử, hàng không và không gian, phần mềm và máy tính. Gửi bài viết tới editorial@pubsci.com, nhưng không gửi bài viết đầy đủ mà chỉ gửi một mẫu sample vài trăm chữ, họ sẽ trả lời bạn nếu thấy thú vị. Cơ hội luôn có ở khắp nơi, chỉ là bạn có đủ lòng tin, sự kiên nhẫn và tham vọng để thực hiện mục tiêu hay không. Và nếu như vậy thì việc mưu cầu một cuộc sống có công việc lương cao mà vẫn có thời gian chăm sóc gia đình có phải tham lam hay lười biếng? Hãy phá vỡ những khuôn khổ và thoát khỏi chiếc hộp tư duy cũ kỹ đi. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiron.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.